Mình thử test máy, mua máy trên mạng nha các bạn. Thử test luôn nha, thử trong đêm luôn. Cái này là quà tặng, cái kiến hàng vậy thôi. Bên đây gỡ cái máy hàng ra đi. Mình mua một lượt ba cái máy hàng trên mạng luôn, mình thử mình test coi nó có y gì không, để anh em không tin nhá không. Đó, cái này là mình mua ở cái anh ở kênh YouTube là Máy Hàng Em Quyền. Đó. Đó, cái này là cái máy này là mình đấu giá nha các bạn. Các bạn có gì là muốn giao lưu với Máy Hàng Em Quyền, là các bạn tranh thủ ngày chủ nhật á, ảnh có chương trình bán đấu giá, thành ra là anh em nào muốn mua máy đấu giá thì vào cái kênh YouTube ảnh, là vào cái buổi chủ nhật đó là ảnh có cái chương trình khuyến mãi hay là trúng thưởng gì đó. Ảnh có là cái chương trình là bấm một phát ăn ngay, các bạn vô sẽ biết. Giờ mình mua một cái máy này với một cái máy cắt lách ma với một cái hàng tích, mà tích bây giờ là mình chưa có cái bình khí hạt gông, thành ra bây giờ mình thử mình test về hàng que thử coi. Nó có hai chức năng là hàng que với hàng tích, mà bây giờ mình không có cái bình hạt gông, chưa có, mình chưa chuẩn bị cái bình hạt gông, thành ra là mình chưa có thử được. Mình thử bên cái hàng que thôi, để coi nó nhạy lửa không nha. Để các bạn thường thường hay sợ cái quan tâm cái ám ảnh là khi mình mua đồ trên mạng á. Đó, này là cái quà tặng của cái máy hàng tích của mình. Đó, ảnh tặng đó, ảnh tặng cho mình cái một cái kiến chụp lên chụp xuống nè, coi cái gì cho nó nữa Vũ. Nhà thằng em nó khui phụ ra cái gì đó, cái kiến cái gì đó. Ồ, cái đó là cái van điều áp. Đó, để đó mình để đi, bị mình chưa có cái bình hạt gông, cái hạt gông á. Để đi, để vô hộp lại đi. Bây giờ mình ở khu cái máy này nãy mở ra luôn đi Vũ. Mở cái này ra mà để cái máy này ra luôn đi. Mở cái máy này lấy mình lắp cái dây hàng vô thôi. Với cái dây khí hạt gông mình khỏi. À, dở ra luôn đi. Lắp dây hàng thôi chứ không có, để chứ mình coi kỹ mình lắp làm sao. À, giờ mình cũng chưa có đụng với cái máy này nữa. Đó, cho thêm cái kiến nữa ha. Đó, đó là cái dây khí hạt gông. Và cái mình bây giờ mình chưa có chuẩn bị được cái bình, bữa tối rồi mình nhận ở bên nhà xe Quốc Hoàng về đó. Và cái máy này cũng có máy nén khí nữa, cái máy cắt lách ma nè. Giờ máy cắt lách ma này mình cũng cái máy hơi mình cho mượn rồi, thành ra bây giờ mình lắp thế đi. Đó đó, coi cái kìm hàng đó đâu, nó kìm hàng đó, kìm hàng gấp vô đó. Này là mát đó, kìm hàng nè, là cái kẹp mát đó, lắp vô đỏ kẹp mát nè. Rồi lắp vô kìm hàng vô, rồi cái vừa công mình để riêng đi, mình không có. Này là công mình không có xài, thì mình chưa có cái mình ăn công á. Bỏ dây này vô đi đấy. Đó, cái dây nè, cái dây hai dây ba dây nè. Đó, mình lắp cái dây hàng thôi, mình thử coi lửa nó nhạy không, để các bạn khi sợ mua đồ trên mạng rồi không thật á, thử như vậy mà làm bữa khác á, để mình thử rồi cho các bạn xem luôn nha. Lấy cái dây giải ra đi, để nó dơ nó, mình chưa có cái máy, mình chưa có bình khí hạt gông á. Bỏ vô thùng lại đi. Đó, gồm có coi đồ trên đây, ảnh cho mình gì đây. Đó, đây cái kiến hàng ha. Như đây là mấy cái đầu quét nè, anh cho phụ thêm á. Đó, xe cua nè, quét rồi kim nè, quét lớn quét nhỏ, kim dài kim ngắn mình luôn hết trơn luôn. Đó, để đi nữa mình có cái bình nắp gông, mình hết tính cái đó. Bây giờ mình thử coi như kìm hàng không, kìm hàng vô đỏ đó ha, coi đúng kìm hàng á. Rồi bên kia là cái kẹp mát đúng không, nhận kẹp mát vô. Xong mình thử nha. Này nó vừa hàng tiếp, nó vừa hàng kìm hàng luôn. Nó hai chế độ luôn, ngon vậy, ngon á, 2 trong 1. Mười mốt mình sẽ kêu anh đấu cái 5 trong 1 hay là cái này cũng được, đấu cái này đi, đấu này mình mua nữa. Hàng ngon mình mua nữa.
Đó, nhìn điện đi. Rồi bây giờ để lấy qua hàng, qua hàng ra, qua hàng mình thử. Qua hàng chưa có không? Đó, bây giờ để 120 đi, 120, 130 đi ha. Đó. Chưa có điện hả? Đó, mình để 90 nha các bạn. Rồi thằng em này cũng chưa biết hàng luôn. Hàng đại coi, thử coi. Thử coi. Nó chưa biết hàng, em này nó chưa biết hàng thật sự luôn. Đó, thằng em này thật sự là không biết hàng. Đó, đó. Đó. Thấy sao, thấy sao? Hàng được không? Điểm phải không? Đó, tại thằng em này nó thật sự nó không biết hàng nha các bạn. Đó, không phải là vậy đâu, nghiêng 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 đừng có xỉa gì nó dính. Đó, thấy không? Thấy không? Tại thằng em này thật sự là nó nào giờ nó chưa cầm mũi que hàng lần nào. Đó, chứ không phải là ấy đó, thấy không? Là nó nghiêng nghiêng là không bị dính, thấy không? Đó, thấy trải nghiệm bây giờ nhắm mắt lại nha, để hồi chảy mắt nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thấy không? Thấy không? Thằng em này thật sự là nó không biết hàng nha các bạn. Đó, thứ mình thì dễ rồi, thằng em thì nó cầm nãy giờ là không có được. Đó, giờ là nó chấm được mấy cái nó quen nè, thấy không? Đó, rất nhạy lửa, không để nguội luôn, Vũ, để nguội luôn, để nguội luôn, để nguội cái đầu lửa luôn, rồi để xuống đó, vậy đó, thử coi nó nhạy không, thấy không? Đó, mình để nguội á nó mới là nhạy không mới biết, chứ mình để mà nó còn đỏ đỏ là đó, thấy các bạn không? Đó, để mình nói là mình mua đồ trên mạng mà tùy theo chỗ nha các bạn. Đây là cái kênh YouTube của anh này là Máy Hàng Em Quyền. À, các bạn muốn giao lưu thì vô cái kênh YouTube của ảnh, là các bạn sẽ thấy cái nào thật nào giả, chứ mình cứ nghĩ đồ mua trên mạng là chỗ nào cũng giả, không có giả đâu. Đó, tùy theo chỗ thôi. Đó, tại anh em này nó không biết hàng thiệt với mình nè, thể thử mình cầm cái hàng nè, không bao giờ rớt một mối luôn, tại nó không hiểu. Đây nè, sao vậy mà nó còn chấm được đó, thấy không? Đây nè. Ngưng đi, để anh cầm chấm cho bà con coi nè. Nè, mình tay mình biết hàng nha các bạn. Thấy không? Mà không bao giờ có vụ đó, thấy không? Nè. Đó, không bao giờ mà có dính như em kia đâu nè. Đó. Thấy không? Đó, nè, mình để tắt luôn nè. Lửa tắt luôn. Không, cái này nó xét, này xét thôi. Cái này để mưa mấy này em xét. Đó. 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 Rồi bây giờ mình test lại cái máy nhỏ của mình nha các bạn. À, cái máy nhỏ nè, cái máy nhỏ này là mình đấu giá chúng nè. À. Rồi xé bọc ra chưa tắt điện. À. Rồi đó, xé bọc ra đi. À, xé luôn đi để gì đó cần gì. Đó, coi kẹp mát bên nào nha. Không gắn kẹp mát vô. Nó cũng có đỏ đỏ đen đen đó. Cái đỏ là cái đó. Cái đó là nóng đó. Thằng đen cái thằng ấy chứ đâu. Để con coi. Đúng không? Thằng này nè, này thằng mát nè. Đấu đi. Wow. Để đi vậy đi, được mà. Đấu chứ. Rồi. Thằng kia vô đó. Đi nha. Rồi cho người nhà người tự xử luôn đi. Đó, mà bà không tắt kẹp đi đây. Đó. Coi chỉnh lại số máy. Đó, bây giờ mình chỉnh đại đi. Chỉnh đại dây nào cái núm nó tới đâu rồi, kẹp thử rồi. Đó, coi nó được 50% hay là 60% gì đó. Đó. Cái máy này đi nhỏ nha các bạn. Đó, kẹp mát vô. 50 đi. 50 phải không? Số 50 không? Không đó. Hay nó có cái vạch đó phải không? 50% phải không? Không. Vạch đứng rồi, rồi đó 50 được rồi, 50% được rồi, thử coi. Thử coi. Chưa ăn. Đó, đó. Giật mình. Thế sao? Thế sao? Lên tí xíu đi. Đó. Thằng em này là nó không biết hàng nha các bạn. Thông cảm cho nó nha. Nó bị cái xét nữa, tấm mấy nó xét nhiều quá. Đừng có chấm mạnh xuống cưng ơi, chấm mạnh xuống nó dính luôn. Phải đó, đó nó lại nó xét đó. Nó xét, miếng này nó xét chưa? Ừ. Rồi. Đó, chấm thử rồi. Đó.
nghiêng vậy đó, chứ đi cắm thẳng vô nó phải dính rồi. Rồi cho nó tắt lửa, rồi cho nó tắt lửa rồi mình nó chấm chỗ nào nó ăn, nó chỉ xét quá xét nó không ăn, rồi chấm từ chỗ cũ mình đó. Nó vậy nha các bạn, cái máy này là mình đấu giá chúng được cũng rẻ mừng nha các bạn. Mình đấu ngay trong cái bữa chủ nhật á, ảnh có chương trình đấu giá bán đấu giá đó. Thì tình em này em tệ quá đây nè, để tôi chấm là 10 phát thôi, chứ 10 phát không bao giờ có vậy nè. Được, đừng có cố tình là dính, không được. Không được đây nè, để anh nè. Chấm hay không bằng tay quen nè, thấy không nè. Thấy không nè. Làm gì có dính nè, thấy không? Thấy không? Anh để anh ngọt với dằn, thấy không? Em để gì kỳ quá. Anh biết hàng. Thấy không? Nó thường tới nó là ăn cắp quên tay ngủ ngày quên mắt. Vậy đó. Đó, thấy không? Thấy không? Đó, tại em chưa có quen thôi. Tại cái miếng này nó xét nhiều quá, mấy này nó trời mưa nè. Xét quá xét. Mà sao em không để nghiêng mà nó dính nè. Đâu có, phải để nghiêng vậy nè, đúng không? Chứ để mà chấm đầu gì nè, dính mà để là phải có chủ động, chứ không phải là để mà sắn xuống, để phải chủ động, phải không? Nhẹ thôi, để nhẹ cho thôi, để gì quá trời đau gì nói nó chấm thử coi đó để nhẹ thôi, nhẹ thôi nè. Anh để anh cứ biết chứ không, mà anh để nhóng lên không được, cái đó nó xét, để chỗ nào mà nó mình mới vừa hàng xong á, bị nó cái tấm nó xét nhiều quá rồi. Thì trắng đó, chỗ cái tấm nó đã gồ rồi, nó xét lắm rồi đó. Em chơi được chưa em. Thấy tập hàng được cái máy này là được phải không? Rồi đừng có mở mắt hồi về không nhìn nhìn thấy không thấy không thấy vợ luôn đó. Đó, thấy không? Được chưa, ngon chưa? Đó, cái này nhạy lửa đó, thấy không? Đó, tại mình không quen thôi. Giảm chút xíu nữa coi, giảm dần xíu nữa coi, nhỏ xíu nữa coi. Rồi, được rồi. Nó, vậy chụm mấy thằng đồ nhỏ đồ. Tôi lấy thằng đồ bự không, thằng đồ dày không sao chịu nổi. Trời ơi, tệ quá, tệ. Điều này đem ra thử máy chắc anh mấy hàng luôn rồi. Đó, vậy thôi mình thử hai cái máy thôi nha các bạn. Mà thử hai cái chế độ thôi, chứ cái máy đàn công mình chưa có rồi, còn cái bình đàn công mình chưa có với cái máy nén khí mình cho mượn rồi. Mà thôi mình cái máy đó mau mình để đi. Thì bây giờ mình mua ba cái mà mình thử hai cái gì được rồi, chứ cần gì thử tới ba cái. Đó, các bạn thấy trên 50% được rồi, đâu ai mà suy nghĩ mua đồ trên mạng lại là sai nha các bạn. Đó, các bạn có muốn tham khảo hay là mua gì đó, mình vô cái kênh là máy hàng em Quyền, là ảnh tư vấn rất kỹ, ảnh bán máy là ảnh muốn gọi điện thoại chỉ anh em từ chút, chứ anh em đừng có sợ là khi mình chưa tiếp xúc máy này máy kia, ảnh tận tâm lắm, tận tâm tận tình lắm, là ảnh chỉ kỹ lắm. Ảnh khi mình muốn cái máy nó đơn giản mà ảnh cũng không chịu, ảnh nói bây giờ tôi phải gọi điện thoại chỉ anh cho kỹ anh mới chịu. Anh tặng mình cái kiến rồi, chắc này anh gọi anh thấy đường cho mình đội đeo lên không biết nữa, anh dở lên coi anh. Bật cái này lên nè. Phải. Bật gì? Trời ơi, vô không biết nữa, không chuyên nghiệp rồi. Đó, đó. Đẩy xuống nè, thấy không? Đó, giờ này mình đeo mặt nạ rồi anh tính ảnh bấm phát ăn ngay gì á. Thôi mình cũng thôi kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình test máy hàng của kênh YouTube và máy hàng em Quyền. Các bạn cũng yên tâm, nếu mà các bạn chọn ngay cái sản phẩm của bên đây là các bạn yên tâm đi, mình mua đó, mình đặt đó, các bạn thấy không, khi mình thử đồ trên mạng mình sợ lắm nha, mà mình đã đặt niềm tin rồi là mình cứ sẵn sàng mình mua thôi đó. Bây giờ thôi mình cũng kết thúc video, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Hiệp. Một lần nữa Hiệp xin cảm ơn, xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video sau.